Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị mình một miếng đất mặt tiền lộ nhựa. Đây là đường Quỳnh Văn Nhiều nha anh chị ơi. Đường này là đường xe tải 2,5 tấn đi được nha anh chị. Thì ở đây anh chị thấy bên kia là có nguyên một cái dãy phòng trọ của người ta kìa anh chị ơi. Ở đây thì rất là gần với khu nghiệp Tân Hương nha anh chị. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị là một miếng đất nằm trên mặt tiền đường này luôn nha. Và đối diện với lại là Thánh Thất Tân Hương nha anh chị. Đường này mình đi 50m là mình đến với chợ Tân Thuận nha anh chị. Địa chỉ vị trí đất của mình anh chị nằm ở là ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đối diện với Thánh Thất Tân Hương nha anh chị. Cái địa điểm rất là dễ biết luôn. Và đây là nền đất của mình nằm bên phía tay phải của em nè anh chị ơi. Và bên này là Thánh Thất Tân Hương nè anh chị. Vị trí này mình kiếm rất là dễ luôn nha anh chị. Bên phải của em nè anh chị, đây là lô đất của mình nha. Đây lô đất của mình anh chị thì có cái đường đất kế bên nè. Thì ngang qua là 7m, chiều sâu vào là 53m nha anh chị ơi. Hành lang lộ giới là 5m và phía sau đất mình là hành lang bảo vệ kênh 5m nữa. Tổng diện tích đất của mình là 374,3m². Đất hiện tại đang là đất cây lâu năm nha anh chị. Khu vực này thì mình lên thổ bình thường ha. Và kế bên mình là người ta xây nhà trọ rất là nhiều rồi. Từ đây cách chợ Tân Thuận đi cho 50m thôi nha anh chị ơi. Rất là gần luôn, mình đi bộ chút xíu là đến với chợ Tân Thuận rồi nha anh chị. Khu này rất thích hợp để mình xây nhà nghỉ dưỡng, hoặc là mình có thể mình xây nhà trọ ở đây nha anh chị ơi. Tại vì đất mình rất là dài luôn nha. Đó, thì bây giờ là từ đất của mình mà mình đi hướng này, mình đi khoảng 2,1 km là mình đến với cổng sau của khu công nghiệp Tân Hương, ngay chỗ khu tái định cư Tân Hương cũng như là trường tiểu học Tân Hương nha anh chị. Hoặc là mình đi ra quốc lộ 1A thì khoảng là 1,7 km là mình ra quốc lộ 1A. Và đây là anh chị thấy là nhà trọ công nhân ở đây rất là đông luôn nha anh chị ơi. Cách đất mình chỉ có mấy chục mét thôi nha anh chị. Và phía bên này là chợ Tân Thuận nha. Có quán cà phê nè, quán pizza này rất là nhiều ở đây. Dân cư hiện hữu rất là đông đúc nha anh chị ơi. Đó, đứng đây là mình nhìn thấy chợ Tân Thuận anh chị. Ngay cái chỗ ngã tư đó là người ta buôn bán vào buổi sáng với buổi chiều ha. Đó của mình là hướng đông nha anh chị ơi. Giá của nó là 1 tỷ 050 triệu còn thương lượng nha.